đi trốn nhanh. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Unisa. Hôm nay là Di với Nan sẽ đi câu cá. Bây giờ đi đào trùng, đi đào trùng. Đi đâu? Đi đào trùng đó cha. Đào trùng là quên. Đào trùng tìm cái gì đó cho cá ăn, mình câu nó lên mình ăn nó. Đào trùng rồi. Ừ. Câu cá ăn sao? Đúng rồi. Nó sẽ tốt mà. Tốt. Rồi đi. Trời. Đi đi. Đi vừa bái rồi. Đây là có trùng. Bà ba. Bà ba tìm cái gì hả? Tìm trùng. Phan phan. Tìm. Ủa, con lấy này sới hả? Cuốc này nó lẻ. Sớm tìm con trùng cho câu cá. Cái sâu quá sợ rất dễ, nó dễ sợ. Có đây. Đây đây nè. Tao rồi. Có rồi. Nổ hả? Đâu? Đó. Đây. Bỏ vô. Ê. Kìa. Từ 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 cái chừng nó đứt. Đây. Ê, xong rồi được rồi, vậy được rồi đó. Vậy được rồi, vậy được rồi. Dài con nó đây. Kế nó kìa. Đâu nó chơi vậy? Đâu? Sang ở đâu vậy? Từ từ nha. Lại lặn đâu đây nè. Đây. Đây kìa. Ủa. Dài quá. Vậy được rồi đó. Đúng chưa? Vô như đây được rồi. Nè. Yeah. Papa. Nhiều rồi, nhiều rồi cha. Nhiều rồi. Rồi đi. Đóng lại. Lạnh mình ngủ. Đóng lại đi. À. Lại con. Đóng cửa để cho nó ngủ đi, cho nó đẻ ra. Cho nó đẻ ra nữa mình câu nữa. Rồi. Ủa, rồi. Nhiều lên papa. Vậy tụi con đi câu đi nha. Cha với mẹ trong bếp chuẩn bị củi lửa ha. Này. Papa chắc chắn khom là con là câu được. Con câu được. À, con đội nón lá đi, mượn cái nón lá của hôm mẹ. Hôm nay gia đình gì không đi chợ. Mẹ, như thế nào đứa tốt của con? Hôm nay cha mà. À, nay cha hả? Bây giờ cắt lá chuối che được không? Lá chuối chắc lá chuối cho em che nắng á. Chừng nào câu đi hả? Sợ đen á. Rồi, có hai cái cần câu để ngoài đó. Rồi lá chuối ngoài em nên ai bự hơn á. Lá chuối bự hơn. Che cái đầu em được rồi. Rồi bây giờ con đi ra ngoài đi. Rồi cắt lá chuối nha. Đi câu đi. Rồi chúc may mắn nha. Để cắt lá chuối nghe cho nên. Chúc may mắn rồi bà bỏ. Rồi chúc may mắn cho có cá. Nếu không có cá là bà bỏ bỏ thành phần luôn. Ờ hôm nay gia đình không có đi chợ mọi người á. Không phải không có đi chợ không có ai bán cá rồi. Nó móc vô đi. Trời ơi, cắt có cái cành cây á che lên. Em thấy đúng không? Cắt đứt cái ngang rồi sao mà cầm? Không có biết cái gì luôn. Cắt lại lá khác. Lên lên á, cắt cái này cho có cắt còn cái đấy. Tinh 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 ở đầu của chị á. Trời. Ừ, đi đâu đi. Đi qua góc nào câu đó, góc đó câu đi. Câu dính cá được á, sớm thì ai gì muốn ở đâu? Em ở đâu cũng được, em câu đi. Ai gì ở đây đi, em đang ở đây. Ừ, em qua đây em câu. Đúng trước là câu tôm, câu cá là hay lắm. Mẹ ổ. À, mẹ ổ con câu hay lắm ha. Đúng rồi, bà bá. Chưa có câu mực, bà bá. Ừ. Gia đình của chúng ta đi câu mực mấy bà bá, cái tiếp. Câu mực ở ngoài biển lên con ơi. Ở mà biển. Bà bá đi không được, say sóng. Bà bá ra biển, bà bá say sóng. Bà bá xỉn hả? Ờ, xỉn. Xỉn nước biển hả? Ờ, bà bá xỉn. Mày câu gì mày nói gì sao cá nó ăn ta? Thôi, để cấm câu đi, mình đi chỗ khác, mình đi bẻ cái bầu vô. Ok. Khó quá. Vậy em câu đi anh. Thì năng rồi kìa. Ủa? Từ nè, từ nha. Bình tĩnh nha em. Con này giờ ăn nó rồi. Anh không biết nữa. Dao này cũng lục lắm. Phập vô một cái. Cái này đủ nó canh. Nhiều quá. Dư luôn á. Nhiều lắm rồi. Dừng lâu quá mọi người ơi. Tại sao chưa có ăn? Muốn nhìn quá. Hết chưa? Chưa. Em sao tại mình nói chuyện lớn lắm. Cá nó không ăn. Bây giờ em đẩy nó, em đi chỗ khác đi. Cái hồ anh lại là nó dính. Giờ không có cá giờ sao ăn? Khôn lắm á mẹ. Chưa đi chợ. Không có cá thì lấy cá tiêu đường nha, chiên nha, nước nha. Ừ, nếu không có cá thì ăn cá tiêu đường đi. Không có cá. Cá khô khô mà ngọt ngọt anh á. Cá
giờ giò lâu rồi nè, không có ăn đó mẹ. Không có ăn cái này nè. Cái này nè. Cái gì? Cái này cá thu. Cái đó không, cá ngừ đánh làm mắm á. Em biết ăn nào ngon lắm. Có thúi nhưng mà ngon lắm. Mắm chân á anh chưa ăn. Ơi mẹ. Mà bữa khác là mắm chân ăn mẹ ơi, con thèm quá. Mẹ rồng rồng vô chấm ăn. Mẹ nó bị hư rồi. Không phải, như vậy á, mắm chân nó vậy á. Người ta nói chân cá thu, chân cá ngừ. Không có pupu pipi đúng không? Không. Chúng ta muốn làm cái này đúng không? Câu cá. Ừ, muốn câu cá đúng không? Này ta đi mét ta mét mẹ em hết rồi. Ý em nói là con cá đồng đồng đi mét cá lóc à? Ồ, đúng rồi, hôm nay là cần thăng đó cha mẹ, các cô chú anh chị. Hiểu không? Thôi em nói cho mọi người xem nghe đi. Em đang biết thư gặp. Em không biết nha. Nguyệt, mọi người là hiểu tưng. Tưng animal hay sao sao? Tiếng động vật. Dọc vật hả? Động vật. Đập vật. Tiếng cá đi. Em đang chưa có biết nào là mọi... Em đang cũng không có biết nào mà mọi người là hiểu tưng cá không. Em đang là hiểu nó. Tưng cá là cứ cá dở dọ. Em đang á lâu rồi em đang có câu cá mọi lần đúng không, là cá cho ăn không có ăn là dường trước là có cá con dở dọ cho đi dường trước là có người không có ăn cái này. Nếu có người câu cá là không có ăn. Ý là bên anh nói là cá lồng rồng mát không ăn nè, cá lóc. Nè, thấy không? Bây giờ đi vô ăn xài. Ăn xài là da chính là dính cá, chịu không? Ha. Thôi đừng nhìn nữa. Nè. Đừng nhìn nữa. Vô ăn xài đi. Bạn đi với tôi à, câu cá đi đâu đi ăn gì? Gì? Quá ghiền quá, quá ghiền câu cá từ bên Thái Lan qua tới đây luôn. Cá thông minh lắm ở đây và phá bỏ đồ ăn cái gì cho cá ăn. Mẹ ở quá vậy. Cha bỏ gì vậy? Cha bỏ gì cho cá ăn? Nãy giờ hai đứa câu này có tiếng ngồi giếng cá này. Không bỏ gì đâu. Khôn. Hai này câu cá mình ồn quá. Bà ba tưới cây vậy? À, giúp ơi, bà ba tưới cây đi. Chờ nào có cá ăn chưa? Cái này đi. Nào bà bá này con giúp. À, đây bá kéo này con. Không có gì làm bây giờ. Ở đây là chắc là cá thông minh không ăn. Không có cá à. Không có cá thì lấy ăn cá thì đường nha. Có cá mặn nó nhào đường. Có cá ý, cá đường. Cá nhào đường cũng ngon nữa cha. Ừ. Mẹ ngồi cái đu đủ thôi. Bây giờ tới mẹ ngồi hết cái nè, ngồi tới mẹ ngồi. Mẹ ngồi một mình luôn. Bà bá. Ừ? Cậu chuyện này là bà bá câu cá cho mọi người ăn luôn nha. Bà bá bỏ cái gì cho cá ăn, cá không ăn đồ ăn của con biết luôn. Đó, con giờ câu cá mà nói gì sao mà cá nó ăn quá chưa có cho nó ăn cái gì mà dày trong trong dầm mưa dài nắng dầm mưa mỗi ngày dầm mưa dài nắng dầm mưa dài nắng mà em biết yêu. Em không biết yêu. Đâu có mà em biết yêu. Em biết yêu. Chân đẹp này dâm. Chân đẹp này dâm. Đúng đó, hay quá con, hay quá, hay quá. Cô gái miền quê hát vậy hay đó. Phải hát đúng vậy? Hát đúng rồi. Cha hát. Cô gái miền quê. Con gái miền quê. Cô gái. Con gái miền quê. Tìm anh yêu miền Tây. Lòng mẹ bao la ha. Ơi, hôm nay có sữa cho con uống không? Cái gì con có sữa không ạ? Có sữa. À, mẹ ơi. Uống sữa của mẹ. À. Con ạ. À, mẹ không có tiền cho mua cho con ăn uống à. Uống thường thường người ta uống sữa của mẹ không mẹ? Có, ừ, có không? Có. Ơ, à, tại sao con thấy người ta mua sữa cái gì luôn? Cũng tùy em, tùy người. Có người cho sữa em bé uống 2-3 tháng, có người thì cho em bé ở uống. Thái Lan à, có 6 tháng 1 năm luôn. Ở đây không có ăn cái gì nữa. Ngày xưa á, ngày xưa là uống sữa, uống nước cơm. Còn bây giờ có tiền, người ta có tiền, người ta mua sữa cho con người ta uống. Hiểu không? Ví dụ em chúng ta, đi chúng ta không có. Mẹ không có sữa mới cho con uống nước cơm. Bú cho mẹ thông minh con. Đúng rồi. Không có nhiều sức khỏe đấy mà bà. Ừ. Giờ giàu nhiều sức khỏe uống sữa của mẹ.
nếu mà tôm lâu lâu. Nếu mà mẹ không có sữa đó. Mẹ đưa anh em đi quảng cáo sữa được. Quảng cáo sữa ông Thọ. Sữa ông Thọ. Ông Thọ. Ông Thọ là người đàn ông duy nhất ở trên thế giới có sữa. Hiểu không? Thường thường phụ nữ có sữa đúng không? Đàn ông không có sữa, con trai không có sữa. Ông Thọ là một người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa. Gọi là sữa ông Thọ. Nếu con có con rồi à. Có cái thứ tật một mập nhiều cái này không? Nhiều, thích. Thôi đúng không? Thích. Dám mẹ ủi. Mẹ nói chăm sóc như thế nào được, thôi chăm sóc cho mập mập trước. Con mập bự bự thì dễ mập, thương. Mập bự bự dễ thương rồi. Đúng, đúng, dễ thương. Muốn cắn mỗi ngày. À, muốn cắn mỗi ngày. Muốn cưng á. Nhưng mà không có cho mập quá, không có cho mập nhiều. Đúng rồi, không có cho mập nhiều, nếu mập nhiều. Mập nhiều là béo phì. Không có khỏe. Ừ. Mập gì được rồi. Không phải, nếu mập nhiều là ỉ mỗi lần rồi á. Không có, mập nhiều là dễ cưng. Dễ cưng. Đúng rồi, dễ cưng. Dễ cưng quá. Ừ, dễ cưng lắm. Chuẩn bị mẹ. Chuẩn bị bắt đầu con cá nhào đường. Hôm nay chúng ta không có cá bự bự ăn luôn. Hành lá. Có tiêu không? Không. Có tiêu không? Rồi, hôm nay hôm nay gia đình Di không có lọc ăn cá kho tiêu mọi người ơi. Nè, tôm khô bỏ vô nè, bởi vì cái nước nó ngon lắm. Thơm quá. Rồi vậy ăn cơm luôn hả mẹ? Nhào đường, cá nhào đường thôi. Nhào đường được không? Nhào đường đi, nhào đường đi, nhào đường mới ngon chứ. Nhào đường thì lấy này ra. Cái này ăn nhào đường mới ngon nè. Ăn nhào đường ăn tốn cá lắm. nhào đường ai tốn ai. Chứ cho chị hai mẹ ăn thử luôn kìa, chưa ăn nhào đường. Hôm nay định là câu cá để kho tiêu rồi bẻ trái bí đao vô để nấu canh ăn một bữa ăn bình thường. Nhưng mà cuộc sống nó không như mình mơ ước mọi người ơi. Cuộc sống không có như... cái gì khó. Cuộc sống không có như mơ. Cuộc sống không có gì mơ, nếu mơ nhiều không phải cuộc sống. Đúng không? Đúng không cái gì? Giờ muốn ăn sao? Muốn ăn thì sao? Muốn ăn đi ở nhà bếp. nếu đói là đi ở nhà bếp, nếu muốn ăn. Ừ, muốn ăn thì lăn vào bếp. Hả? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn ăn là thì ai đó? Thì lăn vào bếp. Nếu muốn ăn là khi lần vào bếp. Rồi ok được rồi đó. Ừ, cuộc sống không có gì khó. Người đâu không có gì khó. Đúng rồi. Chỉ sợ lòng không bền. Chỉ sợ lòng không bền. Chỉ có... sợ lòng không bền. Không có chuyện gì khó. Không có gì. Không có chuyện gì khó. Không có chuyện cái gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Chỉ sợ lòng không bền. Dạy mấy câu cây dao tục ngữ vậy luôn. Đúng rồi. Ủa mẹ giờ sao mẹ vậy được chưa? Được rồi. Vàng được. Vàng chưa? Tèo biết cái gì không mẹ? Không có biết cái gì hết thôi. Trời. Anh Nhi lúc trước em nên hỏi anh Nhi là cái gì là vui của anh Nhi đó nè. Niềm vui cái gì là niềm vui của anh Nhi phải không? Niềm vui của mọi người, cái gì là không có biết. Niềm vui của gia đình yêu của chúng ta là ngồi chung ăn. Mời cái nhà ăn chung. Đấy là niềm vui của chúng ta là mời cái nhà ăn chung đúng không? Đúng rồi. Là ngồi ăn chung, ngồi xuống ăn vậy đúng không? Đúng rồi. Thì sôi nước sôi lắm rồi kìa cha. Sôi rồi. Bà phá nói, bà phá một mình, chưa có sôi. Mấy người nói, sôi rồi. Cho nó ăn lên. Sôi rồi kìa. Bỏ mẹ. Em. Mẹ bỏ thành phần luôn. Mẹ đưa anh em cho anh em là khỏi ăn luôn á. Anh em đi. Ui, gia đình của chúng ta đi, hết nấu chung nữa. Ăn chung nấu chung gì mới vui em. Đúng rồi, ăn cơm một mời là không vui rồi. Mẹ em lửa lắm, lửa nó mà cho chừng dớt ra ngoài. Ủa mẹ chiên hết luôn đấy hả? Không nóng đâu. Cho chừng em, cho chừng em. Vì xong là của cô gái miền quê ha. Có nửa trái thôi đó, nguyên trái nhiều lắm. Đây nè, ngào đường nè mọi người. Đó, cái này là ngày xưa là hay ăn lắm. Ăn cái này mẹ biết làm gì không mẹ? Làm nguyên cái nước đá mẹ. Vì ăn á, Vì hay làm nguyên một cái nước đá lạnh á, Vì chen lên cơm. Mọi người á, có nhiều người thấy lạ, nhưng mà Vì ăn vậy á, ở đây á, ở nhà Vì hay ăn vậy lắm. Cá mặn mặn, ngọt ngọt, cái chen nước đá lên cơm ăn ngon lắm. Ôi, ngon. Lâu quá trời không ăn cái này. Đúng rồi, ăn thường thường con thì không thích chan nước đá lạnh vào chén cơm ăn, nó ngon lắm. Nhưng mà mình ăn cá khô. Trời ơi, con dâu Thái Lan. Giỏi quá ta. Nè cha.
Nè cha. Nè cha muốn ăn cơm rồi. Nè cha muốn ăn cơm rồi à? Đúng rồi. Ồ. Quá ngon. Rồi đó, ăn cơm được rồi đó. Đúng rồi, hửi luôn em. Rồi được rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình mời quý cô chú anh chị và dạ, quý cô chú anh cả nhà ăn cơm nha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì Di bây giờ bữa cơm thì câu cá mọi người thông cảm, tại vì câu cá thì cá nó không ăn. Đúng rồi. Cho nên là không có cá kho tiêu. Cá gia đình của chúng ta là thông minh lắm đó mọi người ơi, đó. Là không có ăn đồ ăn của chúng ta. Câu cá là hôm nay là buồn quá, không có gì. Mẹ nói là mẹ có cá cái gì đó mẹ? Cá mặn. Cá mặn. Nhào đường. Cá mặn dầu đường là khô mọt nắng. Rồi. Cái này nó không gà là ham nói. Dạ. Đúng rồi, cá mặn nhào đường. Cá mặn dầu đường. Đúng rồi, ăn cá, rồi. Cá này mấy nắng? Cái này lọ mẹ nửa nắng được không? Cá này cỡ ba nắng rồi. Ba nắng rồi. Cái này nhiều lần lắm luôn okay. Vậy. Ba nắng luôn, các bạn không có thấy thạch luôn á. Rồi giờ gia đình Di sẽ mời quý cô chú anh chị và mọi người cùng ăn chung mấy bữa cơm đạm bạc. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi ăn cơm, rồi cũng mời cha mẹ ăn cơm. Mời cả nhà. Em mời cha mẹ ăn cơm nha. Mẹ và ta ăn trước luôn là cá cái gì ngon mà mẹ lấy trước luôn. Đó, lấy xương cho con gì? Không, cái này nó xương giòn luôn rồi con. Xương giòn luôn đúng không mẹ? Cá này á là mình phải có cái ca nước đá nữa kìa mới ngon. Em thích ăn cái gì? Đâu được. Đâu cái này thịt này ngon, cái này thịt. Mẹ, à, dạ, mẹ Huy ăn này ha. Cái đùi á. Cái đùi của đường nè. Nó không thích ăn đường nhiều đâu. Con ăn đi. Ui. Nóng là nóng đó. Dạ cha, trước tiên là mình phải húp miếng nước. Ăn lên á. Ăn em. Vậy là xong buổi chiều rồi đó. Nhà anh, cả nhà ơi, cơm mà đậm bạc á. Ừ, ngon lắm á. Đậm sò cơm luôn á. Ừ. Tết xong rồi mà có món này phải nói là món này còn hơn là món thiên thần. Tại vì mình ăn Tết thì mình ăn thịt nhiều rồi. Đúng rồi. Bây giờ ngán thịt thì ăn cá ngon lắm. Đậm này nó ngon quá. Cái món này đó con, à, biết sao không con? Cái món này mình Tết mình ăn ba cái thịt nhiều quá, mỡ nhiều quá. Bây giờ mình ăn cái món này cũng như mình vừa qua đường ruột á con. Đúng rồi bà. Càng ngon rồi á. Biến nhà chồng mà ăn nó ngọt nó ngon. Biến lúc gợp không? Ngon em. Ngon thật. Thật không? Thật hả? Mẹ ơi là hả? Cái này ăn còn ngon hơn thịt nữa. Bí đào. Rồi, được rồi. Mềm lắm mà ba. Bây giờ hết tới loại rồi bà. Thành bữa nay mùng 9 nha mẹ. Mùng 9 rồi đúng không? Đây mùng 9 nè. Hết tới loại. Thì nói chung em muốn nó có Tết nè, nó có cả tháng cùng luôn á. Tết thì ăn cả tháng lần nhưng mà ăn có mấy ngày thôi, nhưng mà ăn thua mình đó con. Mình cảm thấy vui tình làm biết. Có tiền thì ăn, không có tiền thì nghĩ ăn Tết ăn cá khô không? Ừ, hình như là nhà mình ăn Tết vậy. Nhà mình ngày nào cũng có Tết nha em. Không? Ngày nào cũng là Tết nha. Ăn gì? Đó mà anh dành cho tình nhân đúng không? Đúng không? Ai cũng được chưa không? Ừ. Hết từng năm mới ăn được không? Vợ chồng lâu năm, gia đình có vợ chồng hạnh phúc đợi ăn à, gia đình ăn à. Nhưng mà nhiều khi gia đình ta cũng có gia đình ta thương vợ ta cũng gặp cũng không biết gì. Còn không cho đi láng, chứ cũng thấy thiếu nhi không cho đi nữa. Em muốn chán thôi. Em bây giờ ở Việt Nam mà em lễ nào anh cũng em đi chơi á. Làm cho đi chứ á. Valentine hay là thiếu nhi hay là trung thu cho đi hết. Không phân biệt là lễ quay vậy đó. Cứ lễ là đi à. Không lễ, không lễ cũng đi nè. Hết đâu, hết đâu. Đi kia đã cảm thấy chán thôi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá, hết hà luôn. Ngon luôn đi con. Được rồi, lễ tình nhân. Anh chỉ dắt em ra ngoài chuyện cậu. Nói gì? Bà cá. Đi ra ngoài. Ăn cả chiên với lại mua hai liều mía ra ngoài chỗ bông tiêu á con, nó tuốt ngoài đầu khơi ngoài á. Em chưa ăn gì đó. Ừ. Bên này á, dắt mẹ đi ra chiên cậu ăn cả chiên của nước mía. Vui không? Vui chưa? Chúng ta cũng ăn cá. Ăn chung hả? Cha trả tiền. Gì? Chào. Cho con là hai cho con. Dạ. Mấy người kia đi thôi.